Đây chắc chắn là cái cách làm bò hầm pate dễ và nhanh nhất mà tôi từng làm. Hôm nay thì tôi có đặt cục bắp bò trên app Bách Hóa Xanh. Bắp bò thì sẽ hơi nhiều gân cho nên ai thích ăn nhiều thịt á, thì chọn nạm hoặc là thăn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm luôn nên có gì sai sót mọi người góp ý nha. Rồi sau khi mà cắt bò thành những cái cục nhỏ vuông vức như vậy thì mình sẽ bắt đầu đem đi ướp. Công thức thì tôi có để hết trên màn hình cho mọi người tham khảo rồi. Có thể gia giảm tùy theo khẩu vị của mọi người ha. Rồi sau khi mà ướp xong á, thì mình sẽ để thịt ở đó khoảng 15 phút cho nó ngấm. Giờ thì tôi sẽ tới phần tiếp theo là phần chuẩn bị rau củ. Cà rốt thì mọi người chuẩn bị một củ cho tôi. Khoai tây thì nay tôi cũng làm một củ à, tại vì tôi nấu có một tô nên mọi người muốn nấu nhiều thì tăng số lượng lên nha. Rồi tiếp theo tôi bỏ khoai vô nồi chiên không dầu, chiên 160 độ trong vòng 10 phút. Cà chua thì nay tôi sử dụng cà chua bi ăn cho nó ngon, mọi người cứ thái nhỏ ra là được nha. Rồi bây giờ thì bắt tay vô làm luôn nè. Các cái bước làm cũng rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần coi trên màn hình là được. Chỗ nào mà cần lưu ý thì tôi sẽ nốt lại cho mọi người ha. Tới cái khúc này là mình đổ thịt bò vô xào sơ thôi cho nó chín trước cái phần bên ngoài đã. Tiếp tục mình đổ nước dừa vô xâm xấp mặt thịt cho tôi nha. Sau đó thì đậy nắp lại và chờ khoảng 30 phút để hầm thịt trong lửa nhỏ. Sau 30 phút thì bắt đầu bỏ cà rốt và khoai tây vô hầm chung. Lúc này thì có thể thêm nước tùy mọi người và chắc chắn là không thể nào thiếu được một hộp pate cột đèn Hải Phòng nha. Nó sẽ giúp cho cái nồi bò hầm pate của mình rất là thơm luôn. Rồi và sau khoảng 15 phút nấu thêm á thì tôi đã có thành phẩm rồi đây. Mọi người nhớ bỏ thêm hành tây, nêm nếm lại. Sau đó thì cho ra tô thưởng thức coi sao nha. Không biết mọi người thích ăn món này sao chứ tôi thấy nó hợp nhất là khi chấm với bánh mì. Bò hầm mềm, đậm vị, ngon số dách luôn nha bà con ơi.